Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Vâng, thưa quý vị, lúc này trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang chuẩn bị gửi đến quý vị có một cái cuộc nghiên cứu y khoa liên quan đến kem chống nắng. Thì thưa quý vị, từ trước đến nay đó, FDA cũng như là các bác sĩ da liễu họ công nhận là kem chống nắng có thể giúp chúng ta bảo vệ làn da và ngăn ngừa những cái bệnh liên quan đến ung thư da. Thì tác dụng tốt của kem chống nắng là không có thể chối cãi được. Và chính FDA họ còn nói là cái cách mà sức hiệu quả nhất là chúng ta một ngày 8 tiếng có thể là đi ra ngoài, hoặc là nhiều khi ngồi trong office nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng ra ngoài đường. Thì cách mà hữu hiệu nhất là cứ mỗi 2 tiếng chúng ta xức lại kem chống nắng một lần. Tuy nhiên, cái cuộc nghiên cứu vừa mới được thực hiện và công bố ngày hôm qua cho thấy đó là những cái hóa chất ở trong kem chống nắng không chỉ nằm ở trên bề mặt da, mà nếu chúng ta sử dụng lâu ngày dài tháng thì nó sẽ thẩm thấu qua da và thâm nhập vào ở trong bloodstream, mạch máu của con người, và nó nằm ở giữa trong cơ thể của chúng ta. Thì có 24 tình nguyện viên họ được kêu sức sunblock kem chống nắng cứ mỗi 2 tiếng một lần theo đúng như cái khuyến cáo của FDA. Và sau đó các nhà nghiên cứu họ đo nồng độ của 4 cái loại hóa chất mà phải có trong những cái loại kem chống nắng. Thì đó là avobenzone, oxybenzone, octoroclin và eucalyptus. Thì họ thấy là mỗi một cái loại này thẩm thấu vào da, và cái nồng độ mà đo được mỗi sau mỗi một ngày thì là 0.5 ng trên 1 ml. Thì đây là một cái mức được xem là có thể dẫn đến một số cái bệnh ung thư. Thì thưa quý vị, mà có một cái đặc điểm đó là oxybenzone cũng là một cái loại hóa chất mà cách đây vài tháng chúng tôi có loan cái tin cho quý vị là tiểu bang Hawaii là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đã ban cái lệnh cấm là tất cả những cái sản phẩm kem chống nắng không được có cái chất oxybenzone này, là bởi vì những cái cuộc nghiên cứu đã chứng minh ra là cái chất này sẽ thấm xuống biển từ kem chống nắng. Khi mà chúng ta xức trên người rồi chúng ta đi tắm biển thì oxybenzone nó thấm xuống đã giết chết những cái rạn san hô, tàn phá cái hệ sinh thái của những cái bãi biển ở Hawaii. Thì tuy nhiên FDA họ cũng nói, và các nhà nghiên cứu họ cũng nói rằng điều này không có nghĩa là chúng ta ngừng sử dụng kem chống nắng liền ngay lập tức, nhưng mà FDA họ công nhận là 4 cái loại hóa chất này cần phải được nghiên cứu thêm để biết là số lượng bao nhiêu thì là an toàn cho con người. Trong khi đó, có các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đầu tiên, thưa quý vị, chính phủ Iraq vừa ký một hợp đồng khai thác dầu hỏa với hai đại công ty thế giới ExxonMobil và PetroChina. Hoa Kỳ và Trung Quốc ký một hợp đồng dài tới 30 năm. Và điều này để chứng minh cho thấy dầu hỏa vẫn là nguồn năng lượng quan trọng trên thế giới trong vòng 3 thập niên tới, trị giá lên đến mang về cho Iraq 53 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng số tiền này lẽ đương nhiên là cũng đóng góp vào dự án hạ tầng cơ sở, thế nhưng tập trung vào vấn đề dầu hỏa, công ăn việc làm cho người dân Iraq. Thế nhưng mối quan tâm của nước Mỹ ngoài chuyện hưởng lợi từ khai thác dầu này, họ quan sợ rằng là Iraq sẽ có các hợp đồng làm việc chung với Iran. Thế nhưng ông Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi tuyên bố ngày hôm nay những dự án khổng lồ này không hề có dính líu tới Iran. Thưa quý vị, 53 tỷ Mỹ Kim, đây là dự án đầu tiên trong rất nhiều các dự án sắp tới cho Iraq. Bản tin đáng chú ý sáng ngày hôm nay thứ ba, đó là ông Thượng nghị sĩ và trưởng khối đa số Thượng viện của Đảng Cộng Hòa Mitch McConnell tuyên bố thôi để qua cái cuộc điều tra của Robert Mueller, đóng hồ sơ lại, case closed. Và
sáng nay ông đã đứng trước sàn Thượng viện để trình bày lý do nào mà ông nói rằng đã đóng rồi. Bởi vì sao? Cái chủ trương, và đây cũng là những gì đã được đề cập thưa quý vị, chủ trương của cuộc điều tra của Robert Mueller là tìm hiểu xem chính Tổng thống Trump và Ủy ban tranh cử của ông có thông đồng với Nga hay không. Và kết luận như ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr đưa ra là không có thông đồng. Thì thôi, nếu mà đã không có thông đồng thì đóng cửa lại, bước sang một cái chương mới. Mà bây giờ thì Đảng Dân Chủ cứ tiếp tục kéo dài cái vấn đề này thì gây ảnh hưởng, và người ta nói rằng cũng khó lòng. Mặc dù có một cái lá thư ngày hôm qua từ những người trong giới chức Bộ Tư pháp, càng chục người cùng ký vào cái lá thư này để nói rằng nếu Tổng thống Trump là một người dân thường thì ông đã bị truy tố về tội cản trở công lý, obstruction of justice. Thế nhưng đó là người thường, còn cá nhân Tổng thống thì được hiến pháp bảo vệ, không cho phép nếu không phải là cái những cái vụ giết người hoặc là can tâm đến tội phản quốc vân vân thì Tổng thống không thể mang ra bị truy tố, bởi vì ông còn phải làm việc cho đất nước nữa. Đó là theo hiến pháp. Chính vì thế mà ông Mitch McConnell nói rằng bây giờ quý vị có làm gì đi nữa thì cũng không thể mang ông Trump ra để mà chuốt phế đàn hạt hoặc là nghĩa là gây ảnh hưởng, bỏ tù không được. Cái chuyện đó tính sau, sau khi ông làm tổng thống rồi mà nếu có tiến tới. Thì tương tự như trường hợp của Bill Clinton, đó là lý do ngày hôm nay ông Mitch McConnell tuyên bố là đóng hồ sơ lại rồi. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì vào ngày hôm nay, các cử tri ở tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, họ sẽ đi bỏ phiếu, mà trong đó có một cái đạo luật đặc biệt gây chú ý, đó là bởi vì nếu mà các cử tri đạt đủ số phiếu thì Denver sẽ là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ áp dụng là không đưa ra án phạt cho những người nào mà sử dụng những cái loại nấm gây ảo giác. Quý vị cũng biết là Hoa Kỳ và nhiều tiểu bang đã bắt đầu cho sử dụng marijuana, nhưng mà cái loại nấm mà có cái dược chất mà gây ra ảo giác thì hiện nay vẫn đang bị Bộ Tư pháp cấm. Thì thưa quý vị, đây là những cái loại nấm ở trong tự nhiên, nó chứa một cái hợp chất gọi là psilocybin gây ra ảo giác, mà nếu mà ở những cái người nào mà cái mức tolerance của họ quá thấp thì có thể khiến cho chịu họ dạ vâng, sức chịu đựng quá thấp thì có thể là họ tự làm hại cơ thể, như là đâm đầu ra cái đoàn tàu hỏa đang chạy, hay là nhảy xuống bị sông vân vân. Dạ vâng, ảo giác nặng. Thì chính vì vậy mà Bộ Tư pháp từ trước đến nay họ cấm. Nhưng mà FDA họ cũng thừa nhận là những cái nghiên cứu y học trong vài năm qua cho thấy là cái hợp chất psilocybin này chữa được những cái căn bệnh mà trầm cảm nặng, hoặc là những cái người mà họ bị ung thư mà tumor không thể nào mà giải phẫu được và cơ thể đau đớn quá họ không dùng cần sa được, nhưng mà dùng cái hợp chất psilocybin trong cái loại nấm này thì có thể duy trì được mạng sống mà giúp cho họ có thể sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt và phải cần toa của bác sĩ kỹ lưỡng vân vân. Chính vì cái đặc tính trong y khoa như vậy cho nên là có nhiều người, mà đặc biệt là ở tại Denver, thì họ trong năm vừa qua các cử tri họ đã thu thập đủ số phiếu để mà đưa cái vấn đề này vào trong cái ballot để mà cử tri đi bầu, thưa quý vị. Và thì nếu như mà đây là đạt được đủ số phiếu thì cái đạo luật này sẽ cấm các cơ quan thực thi pháp luật của Denver là không sử dụng ngân sách của chính phủ để mà làm những cái việc như là bắt bớ, truy tố hay là đưa những cái người mà sử dụng nấm này ra tòa. Nói chung là không sử dụng ngân sách của chính phủ để mà áp dụng luật cho những người này. Thì Denver là thành phố đầu tiên. Được biết là năm qua California đã muốn đưa cái dự luật này vào cái ballot nhưng mà thất bại, thưa quý vị. Trời ơi, nấm này cũng như marijuana thôi, cũng là dược thảo thôi, có gì đâu mà cấm. Đã cho phép marijuana rồi, chúng tôi nghĩ trong tương lai thế nào nấm cũng được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị một loạt những bản tin đáng chú ý trong ngày.